Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Trong hang động dưới đất của lâu đài cổ chát cổ, ta muốn kiếm Mạc Tạ chỉ vì huyền mục linh quả luyện khí nhất đạo quá mất thời gian. Dương Mỗ vẫn luôn chuyên tâm võ đạo ở trên chiến trường phân lưu cho vực chủ đại nhân. Lời này của Dương huynh không đúng. Ngươi tự tu hành nâng cao sức mạnh của bản thân, nếu giúp Mạc tộc luyện khí, nâng cao sức mạnh của rất nhiều người, điều này càng giúp được cho vực chủ đại nhân. Tuy nói vậy nhưng ta, Dương huynh, cho dù huynh đi tu hành cũng phải có tài nguyên. Nhưng trên tay của huynh không có vật tư tu hành phải không? Không có. Vậy là phải rồi, chỉ cần huynh bằng lòng luyện khí giúp người ta, đương nhiên sẽ có được lượng lớn thù lao dùng để mua vật tư tu hành. Nhưng ta đã rời khỏi lâu đài cổ lâu lắm rồi, nếu mãi không quay về, e là Quỷ Niêu đại nhân sẽ trách tội. Huynh là mặc đồ của vực chủ đại nhân không ở đây, ai có thể quản được huynh, Quỷ Niêu đại nhân cũng không quản được. Vậy à, theo lời của chát cổ huynh, ta luyện khí giúp các vị lĩnh chủ, đó phải thu phí thế nào? Một món bí bảo, thu 1 vạn mặc tệ tuyệt đối là không thành vấn đề. 1 vạn mặc tệ có thể mua bao nhiêu thứ? Chát cổ này cũng quá đen đi. 1 vạn mặc tệ này tương đương với 100 triệu khai thiên đan, một bộ tài nguyên tu hành lục phẩm. Nhiều như vậy? Đây là vụ làm ăn tốt, chỉ cần Dương huynh luyện chế một vài bí bảo giúp người ta, sau này tu hành không cần phải sầu nữa. Mua bán này có thể làm. Dương huynh đồng ý rồi. Chuyện tốt như vậy sao ta có thể không đồng ý. Như vậy sau này những gì luyện khí lấy được, ta và chát cổ huynh chia 5 năm. Vậy không được, luyện khí huynh ra sức, chia 5 năm ta hổ thẹn, ta lấy 3 phần là được. Nếu vậy thì quyết định vậy đi, sao còn chê mình kiếm nhiều nữa. Hứa rồi nhé. 2 năm sau, ở trong điện Quỷ Niêu, lần này Quỷ Niêu đại nhân gọi ta đến đây có dặn dò gì? Chát cổ, nghe nói 2 năm này ngươi kiếm được không ít mặc tệ. Quỷ Niêu đại nhân biết rồi. Trước khi vực chủ đại nhân xuất quan, lệnh ta quản lý lĩnh địa, xảy ra chuyện như vậy, sao ta có thể không biết? Mặc đồ đó là luyện khí sư, ngươi không những không lập tức bẩm báo, ngược lại còn giữ hắn ở chỗ của ngươi luyện khí. Chát cổ, ngươi thật là to gan. Quỷ Niêu đại nhân, nhân tộc đó dù sao cũng là mặc đồ của vực chủ đại nhân, hắn muốn ở bên ta cũng không tiện đuổi đi. Là không nỡ, để hắn đi thì có 3 vạn mặc tệ một món bí bảo, ngươi lâu lắm cũng không kiếm được. Quỷ Niêu đại nhân minh giám, cho ngươi nhân tộc đó bao nhiêu? Một, nói với hắn 1 món bí bảo 1 vạn mặc tệ, ta lấy 3 phần. Thật là lợi hại, hắn vất vả luyện chế 1 món bí bảo mới được 7.000 mặc tệ, ngươi lại có thể lấy được 2-3.000. Ngươi không sợ hắn biết chân tướng, đến chỗ của vực chủ đại nhân tố cáo ngươi hay sao? Vực chủ đại nhân không đến mức lo loại chuyện nhỏ này đấy chứ? Vậy thì chưa chắc, dù sao thì vực chủ đại nhân rất là xem trọng hắn. Ý của Quỷ Niêu đại nhân là bảo ta đem thứ ăn vào gói ra trả hắn. Chát cổ, ngươi nâng cấp bản lĩnh chủ. Ngươi nâng cấp bản lĩnh chủ bao nhiêu năm rồi? Gần 3.000 năm. 3.000 năm còn vùng vẫy ở vị trí lĩnh chủ. Ngươi chưa từng nghĩ muốn tiến thêm một bước, tấn thăng vực chủ hay sao? Lĩnh chủ nào muốn tấn thăng vực chủ chứ? Đáng tiếc ta không có cơ hội thích hợp. Vực chủ đại nhân từng nói, cơ hội không phải chờ đến, mà là tự mình sáng tạo ra. Chát cổ, ngươi có muốn phong địa của mình hay không? Đương nhiên muốn. Sở dĩ ta cố gắng kiếm mặc tệ như vậy, chính là muốn mua một cái mặc sao từ chỗ của vực chủ đại nhân. Nếu ngươi thật sự muốn phong địa cũng đơn giản, ta có thể giúp ngươi. Quỷ Niêu đại nhân làm sao giúp ta? Thực lực của ngươi đủ rồi, còn về 50 vạn mặc tệ cần để mua sao? Nay ngươi có bao nhiêu? 30 vạn. Thiếu 20 vạn ta có thể cho ngươi mượn, sau này ngươi có rồi trả cho ta. Nhưng cho dù mặc tệ đủ, ta cũng phải chờ vực chủ đại nhân xuất quan mới có thể mua tử sao. Trong tay của ta,
đúng lúc có một tử sau vốn định chuẩn bị cho mình. Chẳng qua vực chủ đại nhân xem trọng ta, muốn ta giúp người quản lý lĩnh địa mới không thả giúp ta quản lý lĩnh địa mới không thả ta đi, cho nên ta mãi chưa dùng đến. Nay ta cũng sắp tấn thăng vực chủ rồi, tử sao trong tay của ta cũng không có tác dụng gì nữa, ta có thể bán cho người. Trùng hợp vậy. Vậy quỷ niêu đại nhân có điều kiện gì? Nói chuyện với người thông minh như ngươi đúng là không mất sức. Điều kiện đương nhiên là có, nhưng không có hại với người. Xin quỷ niêu đại nhân nói rõ. Chờ ngươi có phong địa thì dẫn Dương Khai qua đó để hắn tiếp tục luyện chế bí bảo. Ta có thể giới thiệu lĩnh chủ giàu có cho ngươi. Nhưng sau này thu hoạch của luyện khí ta muốn chia một nửa. Ngoài ra ta muốn hắn giúp ta luyện chế hai món bí bảo trước. Một món tấn công, một món phòng hộ. Vậy quỷ niêu đại nhân cảm thấy nếu hắn luyện chế bí bảo giúp người ta, phải thu thù nào như thế nào mới hợp lý? Nay ta đã đưa ra với các lĩnh chủ đó là 3 vạn mặc tệ một món. Nếu lĩnh chủ do quỷ niêu đại nhân giới thiệu 5 vạn thế nào? 10 vạn. Cái gì? Quỷ niêu đại nhân, giá này cao quá rồi. Có lĩnh chủ bằng lòng vì bí bảo mà trả giá cao như vậy không? Đừng đem lĩnh chủ ngươi quen. Đừng đem lĩnh chủ ngươi quen hòa là một với khách ta giới thiệu cho ngươi. Họ đều có phong địa của mình. Ngươi cảm thấy các lĩnh chủ có năng lực mua tử sao, có thể kém đến mức nào? Hơn nữa, nếu vực chủ đại nhân xuất quan, thì vụ làm ăn này không làm được nữa. Vực chủ đại nhân chắc chắn sẽ đưa tên luyện khí sư Dương Khai đó đến chỗ của Vương Thành. Chúng ta cũng chỉ có thể nhân cơ hội này kiếm thêm một chút thù nào. Có lý, vậy thì làm theo lời người nói. Về mặt phong địa, ngươi có yêu cầu gì không? Bản thân ta không có yêu cầu gì đặc biệt. Nhưng Dương Khai luyện khí cần phải mượn ngoại lực, chẳng hạn như sức mạnh của địa hỏa, không biết có chỗ nào thích hợp hay không. Khu vực này có một hành tinh đại nhật. Nay, tuy đại nhật đó đã chết, nhưng bên trong chắc chắn còn có vận hàm sức mạnh của đại nhật. Phong địa của ngươi định ở đây đi, sức mạnh của đại nhật lợi hại hơn địa hỏa đó nhiều.